mấy hân lây đây bán cây nghề nấy mày tá lốc lây hân dậu bán vân cương tá đây nấy ca đầy cực duy chi sao coi hong sẽ là giặt nghe chăn hồng lau giặt lốc háo mu hằng pây lốc mu chép ma bôn măn chép công vây cục nà sẽ nói cháu hân dậu ông dậu đầy lan phần bắt đâu pây tạch ba thôm tèo hai ao sen mù ba thộm dậu khẩn ta lô, bắt đâu hấu khoảng láo mút chếp. Thông thương dậu cháu tên cạc, hẩn tách ba thộm. Tách một cách thụ động, bình lân dung, đang teo chặn rong, teo tách. Mấy sư bòi lại tách ba, hãy pa thộm măn tròn háo. Tầng hẩn dậu bán vân cương, phản dung sợc sỏ, sau ăn tráng cơ cục, teo tách ba thộm một cách chủ động làn ông nguyễn văn long đấy coi xe là làn mẩy thời gian dự diện nghề tịch ba thôn nơi nhất bán lộc bôn màn bắt đốc chếp xe là lốc ông sau cháo hân dậu đầy lan chuẩn bị dụng cụ đều pây tịch ba thôn cấy pây ma nấy về thụi thang ông nhương thọi công vết nấy hay nước không lau báo nguyễn văn hoang lộc ba út hồng lan ông thanh hẩn cô nghề nấy hồng lan ông báo hoang ná tịch ba thôm ta lộc bà thóc cấp thòng xe tay cháu bô lực ý các dậu đầy bán lộc tên mây mần mèn ná mời dậu nôm bà hoang đã đá đấy đá chá hái bay tịch ba thôm khi học đến lớp 6 thì lúc đấy đã biết lúc đấy bố đã cho đi làm cô lộc cô tóc lớp lộc là rồi. chá đã hái bê kem cả đi tóc lớp chết lớp là đã ná bay tạch bà thôm đều kiếm sen đỡ hề lan. Xe là nghề hông, cha ông đều thoại nên lan cầu mấy cái nghe, sao coi man sẽ là nghề chăn, đợt thân nghề lai. Sớm khúc đáy, lai lộc dân rộng tái nôm, nôm mà lân tận ngược lào. Dụng cụ đầu tiên theo tạch bà thôm sẽ là ăn tráng bà thôm. Ăn tráng đấy, đây máy tá cháu ăn tráng câu gắn háo tham cơ mấy phai ý, cột thành, ăn tên lo phẩy. Ăn tráng đấy, để lan báo dung tá bay nấy cả bầy cực. Giặt ăn dụng cụ mới kém phân quan trọng, hong sẽ là sạc sò. Sạc sò sẽ là giặt đoạn sạc. Lầy ấy, bạc mét, cháu ăn hạc so, đáy cục lỗ sẵn, lăng sư. Lào bội sạc mất qua, sau thắt nút. Háu có khoảng cách nhất định cháu tiêu sạc sỏ đã bay con lan báo tá đây nấy cả đầy cơ. Trong ngày thì thường thường nếu mà đi đánh bóng thì một là phải đi sớm hẳn. Đời nghen nếu lao bay tạch bát hôm, sư giặt lá lão tắc bay so hẳn, thì... hào lốc thì... bô nấm lương, ăn sáng, ăn sư bắt đốc bay tạch ba. Tạch đáy mẻ nưng sư ma lan kiên ăn hết, lăng phạt bay tạch lưng càng. Sáng sớm và chập tối thì được nhiều bóng về kén địa điểm tèo tạp tráng tây ba thộm mấy ý nghĩa quyết định kén đáy tên tạp bần lây hay man vơ phù hợp còn hướng nôm lây vờ thuận hướng phát lơm địa thế phan tập bình đơ hay ăn tên hông măn có thể dân vững đái Tèo cột đáy vích nấy cần mấy cháu hân mấy kinh nghiệm tây ba thộm nơi pây Sau thuộc địa ban ná mà ăn tơ nấy lộc tạp ăn tráng nấy lông sư tơ cắm tham ăn tên không ăn trắng thất chắc đều đảm bảo đây quá trình lão tách ba tráng măn mấy bê di chuyển ăn tên không măn mấy bê lốm con bóng thì nó cũng cần phải có kỹ thuật chứ không phải là ai cũng mới biết làm tách ba thôm nấy sẽ tơ mấy kỹ thuật chứ mấy tơ là hân lây từ có thể tách đấy luôn riêng ăn cắm ăn tráng đấy tức là tên bình nôm lây tơ thuận lợi tèo hãy ăn tráng đấy màn thiệu kem rắt chiêu. Kèn đáy địa điểm sau tập trắng ba thôm xong, sư bắt đầu quá trình tách ba thôm. Lúc nấy, thong hân tỏ say, chuyển hớn rắt địa điểm. Cách tên tập trắng khoảng há xếp lưng lốc xếp mét. Tùy háo độ lay, hồng ăn sợc sò, hần dậu cần hàn sư căm rắt láo xo, hần mầy thọi vờ bơi lu, ọc cay, vờ poi sọc sò lồng nôm Kem hình bán nguyết sò con tên tắp trắng hần poi sọc sò đòi hỏi tức mẩy kinh nghiệm sao tức mẩy lành mạnh sao khéo léo đều có thể vờ bơi lu sao hướng lu bay ping tên mẩy mấy ngưng bọi sọc sò lộc bọi sọc phản tức ná đáy lộc lây sọc sò măn bê mắc Bề vướng dậu tái nôm hần dậu tái tơ sắc sỏ tiến khái mà ăn tráng hân dậu khẩn hàn sư bay dốc kem han đều thu hẹp dần khoảng cách thong hân thong láo cứ cam sắc vơ bay vờ xí sắc sỏ cột óc thinh long ý lộc nấy sắc sỏ bắt đầu phát huy tác dụng cháu thinh long ý hong sắc sỏ cô khái tú ba thôm man lao sau man thiu mà ăn tráng lộc sắc sỏ man hẹp lân tráng, cả thong hân tỏ dạy phối hấp, nâng ăn tráng hớn, sao dùng ăn lô ý, đều tẩy ba. Nghề tây pa thộm, mấy những đòi hỏi ăn trêu hó, kiên chi, ăn khéo léo, mà man nương đòi hỏi. Ăn kết hấp đôi, hòn thong hân, nếu thong hân tỏ dạy kết hấp đôi, sư sẽ đáy lai pa thộm, nếu mấy sư có thể, dát mẹ ba, mấy tách đấy tú pa lấy còn nấy ba thôm lai lai, giặt bụi về tạch ba thôm, có thể ao ma đáy tá xếp, lân xếp há căn. Tầng mà lộng nấy, về ảnh hưởng hôn lai yếu tố, nguồn ba thôm nghiền càng nơi. Nên hân bê tạch ba thôm, xe cục, hó khổ hơn. Ngày xưa đánh thì khi tàu quốc các mỏ người ta chưa khai thác, Hàn xì mắng mấy cháu mấy ăn lô bãi, mà bánh, khai thác sâu ở phẳng tờ, đều ao tôm xa, sư măn 10, 10 đáng vẫn nướng mẩy lai bãi, đều lão tách ba thôm, nên xe thuận tiện hơn. Tạch lộc nương dậu giặt bãi, có thể đáy xếp ngây, lân xếp há mẻ, lộc nấy chỉ tạch đáy thong bắt là liệu. Lộc nấy ba thôm ăn xe nói. Lần mua ba, bọn câu thật thiểu ăn lưu nấy. Bày thong xếp, có lần tham xếp cơ số. Thiểu ngược bánh khất. Bà à, mà hơn bánh khăn, dư. Ba thôm nấm ấm hơn. Phú thọ thì chạy có khi phải đến 20 cây, đến 30 cây. trở ngược lên bên lên trên kia thì lúc đấy bóng nó ngược. Và con bóng nó sẽ to hơn. Cái gì điện thì nó cũng chết như nhiều. Nên không sinh nấy bà mà nơi. Ơ, lúc nấy pa thôm ăn nói về mẩy lai máy móc hiện đại, chỉ được điện nên măn xe bê thai lai, bây tạch pa thôm xe khổ lai, mấy nghìn, món cao bây ta há giá bụi hết, lần lặp mắm ma, mấy kênh ngai bụi cang nên đợt thân nghỉ lai hướng cúc đáy. pa thôm xe là loại ba ý, đẹp sợ môi trương nôm tim, tầng đáy hen xe là cháu hồng kênh xanh, mẩy lai chân sinh dưỡng và thơm dậu khẩn tơ lô vẫn càng đặc biệt hơn. Về màn đẹp dậu cho bãi tôm xa lưng, nơi rong rêu sau nơi phu xa nên pa thơm dậu nấy mẩy ăn tông bực, sau thay, vây hông măn màu heo thấm. Món bóng này thì nó cũng cũng được nhiều món, cái món về đa, đa phần là về kho. Thông bà thôm xê cục đáy lai đáy cánh, món, bà thôm ao bê thông, dán, bê chạy, bê, bê chiên, mấy sư thông thang thốm, xê đầy kênh lai, bè nung món câu sư phận hay kênh lẩu, chế biến xê ngời, sao xe đầy kênh lai. Đáy đáy kênh lai. Con bóng về về để ăn lẩu. Mù bà thôm dậu khẩn tơ lô, rộ háo khoảng, đọt cúi mù chếp, kéo lai lần lấu mũ săn, đặc biệt bà thôm lai sao đầy kênh nhất háo độ bươn thong âm lịch. Còn nấy hần dòng nấy chủ yếu tách bát thộm têu kên, tầng cái bây ma nấy lại hân ná lân, món bát thộm đặc biệt dầu khẩn tờ lộ, nên măn xây hai đáy cá thang hơn. Đời lại bê qua, nghề tách bát thộm đã ao ma đáy nguồn xiền đáng kể, hay cháu hân dậu bán vân cương, nhất là háo thời điểm, cục nả mới lốn thì đối với chính quyền địa phương thì chúng tôi uh, luôn luôn là tuyên truyền và còn chính dân. quyền xã món câu sẽ đã tích cực tuyên truyền đeo hẳn dầu nấy vờ phát huy đáy nghe truyền thống vờ phát triển mời thêm nguồn xèn hải lan còn việc hong giữ gìn môi trường sau chính quyền xã món câu sẽ tạo điều kiện để hắn dầu nấy đáy tiếp cận còn nguồn sẻn trẻ đeo hẳn dầu nấy xây cháo công cụ đảm bảo an toàn trang thiết bị để làm đảm bảo an toàn và con dân, dân khi đánh bắt. Đài đẹp vẫn cứ trôi bay, hẳn dậu bán văn cương, nghìn càng phát triển. Tầng còn hắn dậu nấy, nghề tách ba thộm, bình, ăn lại tách ba, vẫn luôn sẽ là giặt nét đất trưng hồng tơi. Mấy chị đỡ tài dự gìn đánh nghe hồng trá ông teo Thọi mà nừng đỡ tài mẩy thêm nguồn sẻn cải thiện đầy đẹp hồng lan.